Nhưng mà em tao có Thế tầm đâu, ban đêm em tao có tầm đâu. Mới ăn là mình phải rửa chứ. Nhưng mà Đã. em tao có tầm đâu, ban đêm em tao có tầm. Có đủ anh. Đủ em đi. Ê, đủ anh. Đủ vô đi. Đủ em ơi. Đép vào đi, em tài vào đi, mày ú vào đi, mở slot 5 đi. Mời bà. Em mò đi. Lâu thế nhỉ, lâu thế nhỉ. Refund MVP Việt Nam 2019. Điệp này cũng được 5 năm rồi chứ mà. Em được ăn ngoài quá khứ Mày. nữa. 5 năm rồi đấy chứ đâu phải 1-2 năm trước đâu. Điệp mà. Hết hiệu ứng rồi Nhím ơi. Simpat kìa. Ơ chết mạng, nick 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 là gì? Nick nick còn nó là gì nhờ? Là hi mát Sinbad á, mở sáo luôn, cho Himat mát vào luôn, đẹp mà. Coi game thủ thế giới, gọi là gì, God thế giới rồi, co tim xem như thế nào. Squad 6. Mày nó có thằng Đạt Lã, thằng Xoài, cả thằng Tài đấy. Tớ ngồi Discord bên kia. Đẹp mà bắn có Vài tầm, lại. đẹp mà hay chen tim vậy mà trai hết thế. Sấy cấp 3, cấp 6. Ba người em sẽ cho 9. Nó bảo nó có 3 người, em sẽ cho 97 người thì mà em cho đứng team nó 3 người thôi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, cho À, nó cho tiền có hai đứng người team team đi ba bà, mày tìm nó chỉ 20 ba 3 người. Anh em ơi, tìm 20. đá chim là Himat giết nó tôi. Anh em mình dồn hết người vào chỉ bắn Himat thôi. Tất cả anh em đi đá stream Himat, tài Ai giết con giết tụi Himat? tôi. Ai giết Đúng Himat? rồi. Thưởng nóng, anh Thưởng ý 5 thưởng nóng lớp. 5 lốp. Thưởng 5 Không nói lớp. nhiều. Ai giết Himat? Thưởng 5 lớp, không nói nhiều. Ơi. Từ nha. Phát Phải múp 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 mấy anh em kia solo gì cả. Rồi phát rồi, phát Solo rồi. gì vào. Team nào mà được thề giết giết Thằng nào nguyên nữa team nhờ, con nào Himat nữa nhờ. thưởng Tài, 5 lớp. Tài luôn, còn thằng Tài luôn. nữa. Tài Satsu luôn no cry này, kìa, biết Satsu luôn no cry Tài. kìa. Satsu no cry kìa. Chết Còn mẹ, nó. đông quá rồi. Em cứ nhảy vào hoài ấy. Đâu, thằng Tài đây là gì? Satsu no cry. Thằng ở ăn là xài anh. Đây à? Mở mở thêm một team Đúng đi rồi. cho mấy bạn vào. Đấy. Thôi, team nữa sao không được vào. Được, tiếp Để nữa này là mới để team thiếu team cho không nó không ba team nữa chứ. rồi. Tám mà còn Để slot gì team nữa. thiếu Tám thiếu một slot kìa, ai nhảy vô kìa. Để Đây bang tuyển thủ vã luôn. rồi rồi vào game đi. Phải đá chìm đây nha. Nhớ chụp hình lại, giết xong chụp hình lại cho tôi. Wow. Gửi qua Nemo nhận thưởng nóng 5 lớp Let's luôn, go, không nói nhiều. Yo! Đá chìm giết cho tôi, đá chìm giết cho tôi. Nhảy đâu ơi, nhảy đâu ơi. Như nhảy vội. Ôi. Nhảy xung quanh Himat anh em ơi, nhảy xung quanh Himat. Mở đường cho bọn tôi, mở đường cho bọn tôi. Mẹ cặp tin nhiễm luôn đâu rồi. Gì đây, cái gì đây? Nhảy đâu? Cặp Tôi tin cần đâu? thông tin Cặp tin anh đâu? em, Himat nhảy đâu? Tôi cần thông thông tin. Nhảy mi ta đây, cuối cuối đi, nhảy cuối cuối đi. Điệp mà sao trên máy bay còn đông quá vậy? Đông vậy. Đông vậy. Ổn Anh vậy, em ổn nhảy vậy. xuống đi, Ổn anh em vậy, nhảy ổn xuống vậy. đi. Tầm đu đeo lẻ. Đá chim hi má chứ phải đá chim tôi nha mấy cha. Một tim, mình sơi được một tim không? Sơi được không? Được. Được, được, nghĩ là được. Sơi được không? Không phải tim hi má, sơi được. Hay mình lấy xe mình sủi ra Vita Power. 5 thằng lận, 5 thằng lận.
thưởng 5 lớp nha, nói thật nha, này bà không phải điều. Thưởng hi mát chứ giết bọn tôi đéo thưởng đâu. À, với bọn tôi, với bọn tôi là đéo thưởng đâu. Giết bọn tôi là đéo trận thứ hai đâu. Giết bọn tôi là mẹ. Nhưng mà tôi là bị cất á. Đẹp phải một team đâu. Giết bọn tôi. Đi comment đây đông vãi lộn anh ơi, ba team. Giết bọn tôi chết, tôi kích hết. Tức thằng nào giết là bị ban vĩnh viễn khỏi tất cả các hệ thống ao làng lớn nhỏ tại Việt Nam. Thật. Còn giết thì mát được tung hô. Đúng. Giết bọn tôi là bị cưới. Cứu em mèo ơi, cứu em mèo ơi, cứu em mèo ơi. Giết nào. Đồng lắm. Không được, tao cứu bản thân tao, tao cứu lột được người khác. Con mẹ đéo. Ui tông em rồi, Đâu. Ai? Má em bé tấp thế nhỉ? Kêu. Không súng ấy. Gần mày đông đấy, ba thằng đấy. Yêu kêu bốn nút rồi. Ai nhìn qua thôi với. Đéo có súng. Ai mà xe là cây ấy, nhìn qua nhà anh với. Em đây nhìn nó nhưng mà không có súng. Trên nhà anh. Đợi tí. Tao mới là người cần cứu đây nè. Em nhìn nó. Tao mới là người cần cứu nè. Không thấy. Chạy qua bên này được á. Dạ. Từ, anh nghe tiếng rồi đã. Đang kê đây. Có được trên nhà, nó dẫn trên nhà. Không thấy gì cả. Em chờ đi lút này. Mẹ đông quá. Đồ má, với tôi bị kích đấy. Thế nào chị ơi, từ chị ơi, thấy rồi chị ơi. Nhảy xuống. Ôi mẹ, khẩu lục. Đây. Tạm tạm tay anh em carry. Rồi hai đi con mẹ. Đi đâu đây. Còn đội trưởng á. Rồi, đội trưởng cứu. À. Đưa đi đội trưởng ơi. Bên kia bắn nhau kìa. Có một thằng đây đâu. Anh em cam vờ vãi cả lồn. Mít tao tác kìa, ngoài ngoái đầu kìa. Đừng bắn giáp nó nha, để loot của nó luôn. Đấm đi. Đấm nó. Mẹ. Chứ tôi bị kích. Có gì loot không? Máu đội trưởng. Để nó có giống gì? Ai lấy không? Máu. Đéo có. À có. Có này. Đi bơi. Đây là súng này nhỉ? Đâu. Ê, đưa anh hai đây tài. Mẹ đưa đồ ấy. Không lấy, tao lấy nhà. Đéo có khẩu súng nào luôn á. Xe đạp chạy đằng sau này. Chỗ tao nhanh lên. Này, trong nhà này. Qua đó bên đội trưởng. Bên này ghê quá. Qua được không? Không. Vào. Đấy, nhà đấy không có người, Đấy, em nhảy đầu tiên đội trưởng ơi. Em qua đường rồi. Có một khẩu lục nào luôn vậy? Ồ, ra thành ngồi lút. Cưng. Đây rồi. Chết không? Chết luôn. Máu. Cần máu. Em có máu. Vào đây. Có medkit luôn này. Dạ. Tụi bay qua cứu tao. Đây. Trong nhà. Ôi. Từ mình. Ây da, cú pop đâu. Cứu. Ôi da, sau lưng kìa. Trời ơi, đệt mà anh em bắn như cặc vậy. Trong nhà yếu. Nhà nào? Hai. Chạm. Đây chạm. Đâu. Vào đâu, không chạm được. Chạm được rồi. Hai. Đây. Chết mẹ đội trưởng rồi. Có hồi sinh nữa. Tao mút thôi. Quê. Con. Hồi sinh được. Nó đây rồi. Áo vàng nói. Chạy rồi đấy ơi. Một thằng nữa đúng không? Nhà to này đúng không? Ôi đằng sau tap đây. Đấy với thằng nào? Đi về em này. Ngoài kho. Cứu được. Đây anh ơi. Nó trong kho à? Hay ngoài? Nó ngoài kho. Ồ, nó ngoài giáo. Có phớt không tài? Tao có được phớt. Nó đẩy qua. Hàng sau. Đây. Kéo được rồi. Ui. Bên đâu rồi?
Ui giời ơi, mấy thằng em. Nó nóc rồi, nó nóc rồi. Nó nóc rồi, cứu được, cứu được. Nó nóc rồi, cứu được. Em sẽ là 3. Đây. Ừ, 2. Ê, có thể mở cửa cho em bò vào được không? Bò đi về mở cửa. Ủa, nó chợt hết pin. Nó nóc đâu vậy? Nó ngoài rào anh ạ. Ngoài rào lại. Đúng đếp kìa. Đúng đếp được rồi. Đúng đây em ơi, đừng có đi nữa. Cứu em đi. Ây à. Thôi mà, đẩy cứu đi. Đi đường ra không thở đấy. Đấy, ngoài tường gì mấy, ngoài tường. MVP, này. MVP, help me. Cứu em. Boom. Trời ơi. Ôi trời ơi. Mẹ khó thế. Tài ơi, em làm cái gì vậy Tài ơi? Em chết cả hai rồi anh Ben ơi. Nó bắn lén, nó đá chim, nó bắn lén mà. Treo rồi. Phải mẹ Tài. Phải đúng không? Cứ phải đằng sau ấy. Bên phải. Sao đông vây? Sau cái nhà này. Sau cái nhà này, đằng sau đấy. Thấy chưa, tao bảo thôi. Chứ tao trung tim thằng lồn này nó như này này. Mẹ sao cứu được nhờ? Làm cái con cặc kia đây. Từ từ. Đừng hỏi. Đi nó đấy. Phải bình tĩnh nhé. Trong trường hợp này. Chưa, bắt cái quay đấy. Đây đem vào cuối anh Ben này. Hết mẹ. Này nó như này xong chết này. Trời ơi, anh Ben là còn đứng cạnh cái xác nữa. Rồi thằng biết lết, thằng biết lết bị ban, thằng biết lết bị lai hơn nó nhiều. Thì có phút dưới chân anh ấy. Chưa biết phải chưa? Kìa đây. Đây đã kia đây. Bình tĩnh. Nhìn qua khe đây đúng rồi. Kho bên kia nhá. Kho bên kia có. Đúng rồi. Bảo ông đó bà. Thiếu tôi là mẹ mất đi 90% sức mạnh rồi. Đi để anh Ben đây, từ nha, em kiếm cái giáp mới đã. Bây giờ tôi bắn luôn. Đi theo em này. Bắn đi. Mắt đi. Em biết rồi, đi. Em không. Anh gần này. Không, nó ở phải thôi, Tài ơi, nó không ở sau này đâu. Sao không? Ừ, nó phải đi, thôi. Mày, sao mình nghe tay nghe ngược vậy? Thì đấy. Alo. Mày có vấn đề mà. Ủa? Thì bên trái phải đấy. Thì con mẹ mà đeo tay nghe còn ngược nữa, game thủ chuyên nghiệp vãi cá lồn thật. Phải, địt mẹ game bị cặc gì ấy. Đeo tay nghe mày mới là không bị cặc gì. Mày bị cặc rồi. Vãi cá bím thật. Mẹ lột tay nghe ra lờ là trái. Biết rồi, nhưng mà vấn đề là game nó bị đéo gì ấy. Mày mới là bị đéo gì. Phải đeo ngược tay nghe này, cái lồn mẹ. Thế là thua rồi. Không rồi. Đẹp mà, game thủ chuyên nghiệp tay nghe ngược. Ổng mẹ rồi. Xong rồi đổ tại game. Ừ. Thấy không? Thấy không? Bây giờ phải đeo ngược ấy. Cái lồn mẹ đéo hiểu à. Rồi. Ôi giời ơi. Vãi cái lồn thật. Đó đập ra. Ôi giời. Toàn bú lồn à. Ôi giời ơi. Ông này ông clear hết. Ông này hả? Kết. Anos. Ê, hết nguyên team. Cái này là bị lỗi win đúng không? Đang bài vãi cái lồn thật. Lại đi, mình sẽ nhảy khu nào vòng vắng tí. Mấy anh lồn này đi qua công, mình nóc hết. Cứu hết thằng này xong tới thằng kia. Nó đang đi lại ngã này, lại phải chạy qua xong nó cũng gạt luôn mà. Pass này. Tin được. À, pass này. Pass này ngay. Đó. Bát này hợp lý hơn đó. Ngoài bát này mẹ sao mà đoán được. Sao mà đoán được. Chết rồi trả thoát. Tôi quay lại cái số 4. Tôi số 4. Tôi có phải trên team đâu mà ngồi xem. Yes. Custom bro. Mẹ bọn tôi có phải là chủ phòng lồn đâu mà spec được hả? Mấy dài mà kêu thoát sống vậy. Ừ. Đúng. Chắc cái thủ phòng á. Thằng đi mát đâu, mày vào đây, nhanh lên. Mày. À con đã cút rồi, 5 lốp. 5 lốp,
Em nhím thưởng. Đấy, bây giờ anh huy động tất cả anh em đến chỗ này này. Đâu chỗ nào? 2v49 vào, thế nào nó trở ra bắn trận mới. Tôi thấy nó chạy về nhà phải một thằng rồi. Nó công nhà kìa anh em ơi, nó công nhà kìa. Nó công nhà gọi công là... Nhà anten, khu quân nó sự. Vội rồi, nó vội rồi, khu nó quân vội sự. Rồi. Nó vội rồi, nó vội rồi. Vào tầng 1 này, vào tầng 1 này. Rồi, nó ăn nay rồi anh em ơi, đúng rồi, quăng nay đi. Rồi rồi, tầng 1, tầng 1. Nay vào, 48 anh em mình bắn nhau đi. Rồi bắn nhau đi, bắn nhau đi. Vào đây nết nùng các kiểu C4 đâu. Nó rung rồi, nó rung rồi. Ui đi con mẹ, ui con mẹ. Chiến đấu nào đây? Đây rồi, tầng 2, tầng 2, tầng 2. Bắn ra, đúng rồi, bắn ra. Bắn ra đây. Đừng để nó nằm nữa. Tầng 2. Bắn nó cơ mà. Đây rồi. Ui là nó đúng rồi, đúng rồi, nó đóng rồi. Cộng vô, cộng vô. Cộng vô nào. Đúng rồi, cộng vô. Đúng rồi. Đúng rồi, cộng ơi, cộng ơi. Đúng rồi, vào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tay. Nó đóng rồi, nó đóng rồi. Trời ơi, nó tới được kìa. Nay vào, nó tầng 2 rồi, nay vào. Hết tầng 2, hết máu rồi. Tới đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, xe vô, xe đúng vô. Đúng rồi, dồn xe vào. Nó đây cái cơ sổ, đây cái cơ sổ, đây cái cơ sổ, đây cái cơ sổ, đúng rồi, nay vào. Năm quần hết vào. Kìa, kìa. Ui dồi ôi, anh em ơi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, anh em làm cái gì đây? Không sao, vẫn sao, không sao, còn 20 người, còn 20 người. Còn tận 20 anh em cơ mà. Không gạt được 2 người à? Vào đi. 30 người, tới thật đi. Còn 20 người, lao thẳng vào đây. Là gì làm hết. Mày đang biết là mà anh em mà trong cái mày gì vậy? Tỉnh thôi. Kìa, kìa, kìa. Đúng rồi, đúng chúng rồi. Đạn, nó chúng đạn, đạn rồi, chúng đạn rồi, nó rửa máu rồi. Nó chỉ có 2 phút anh em ơi. Nào bò rồi, kệ đi, kệ đi, kệ đi. Giáp 3 sắp hỏng rồi, anh em cứ bắn vào thịt, tôi không cần bắn vào đầu. Nó đang lút, nó đang lút kìa. Nó lút đang lút bên trái con sao sẽ móc, sao sẽ móc xanh. Xanh bam vào. Sẽ bam vào. Bam vào. Bam. Đúng đúng đây 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 đúng rồi. Ui đi con Maxman chết mẹ luôn. Ừ xoay lại cho máu rồi. Ấy 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 tắt toàn trường kìa thấy chưa. Anh em tự tin lên. Nó chóc rồi đó. Vô bom rồi đó. Mọt rồi, 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 mọt rồi. Hai yếu, hai yếu. Hỏng mũ rồi. À, số đông người dừng chết rồi, số đông người dừng chết rồi. Hai. Hai. Ây ôi, táp đó, táp đó. Không phải sợ, không phải sợ. Cây này táp, mày 14 viên mới chết. Công lên, nó ở gọi là cái thùng sát trái. Rồi có thế rồi, rồi có thế rồi, rồi có thế rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nửa máu, hỏng mũ. Ừ, sợ chưa? Rùa thôi, cứu được. Vẫn ăn được. Nó công lên kìa, nó nắm nay kìa. Ông kìa, ông ở trên cây bên trái, đúng rồi, trời ơi. Kìa, ông sượt trái ngay trời. Ôi, chớ rồi. Ôi, gung. Vãi cả liều, không. Bắn nốc rồi. Bắn nốc kìa. Ôi, đi con mày, à, nó bắn. Đúng rồi, đi cuối, bắt đầu ạ. Thầy, đừng bắn nhau, đừng bắn nhau, bắn thằng tại, thằng thấy má tại. Thầy. Ừ, bộ máu. Này vô! Nét nó! Nửa! Nét! Con cầm gì ném đi! Nét! Nửa! Flat! C4 đâu? Molotov! Do something! Ừ,
cái Huawei. Liên hệ cho anh Hiếm thưởng 25 lốt. Đã bảo là đá chim thằng HiMart rồi, mấy ông cứ đè đầu tôi, mấy ông giết. Thề. Thằng nào? Công giết mấy cái thằng team 20 kìa. Đâu? Đúng cái thằng rồi, cái thằng hồi nãy cầm AUG giết bọn mình là cái thằng nào ấy nhờ? Hai thằng Anot. Thằng Anot. Thằng này bị phạt. Còn mẹ đi. Thằng này bị phạt một trận. Cho ngay Anot lên hàng ghế khán giả. Kari Warwick dạo này đi làm giám khảo rap Việt giàu rồi, chắc không cần 5 lớp đâu nhỉ. Qua lít kìa. Nãy ném lít kìa. Xui rồi, xui rồi. Ông bạn ấy hả? Trong lúc tạp phơm nhanh lắm. Thằng lối tên gì nhỉ? Ủa vãi cái liều Đức Hiếu Glory Tấn Vũ kìa. Ông cơm. Còn hai tem nữa chứ. Phát là 166 anh em ơi. Vào đây. Tơ tơ tơ. Ui của mấy anh em kia cũng muốn bắn kìa. Trời ơi. Trời ơi, điệp mà full shot rồi, còn có thiếu. Bảo mấy anh em kia vá. Thực ra anh em mình cũng lộ mà. Không, mình cũng lộ, mình đọc. Rồi, bây giờ tôi gửi ghi vào quay 5 lớp rồi, bây giờ tới em đẹp. Ai giết được thằng HiMart? Chụp hình cho em đẹp, nhận 5 lớp. Sai rồi, ai giết được HiMart? Tôi chụp hình cho anh Bồ 1 triệu đồng. Triệu thưởng lớn 1 triệu đồng, Nemo TV tui tên Bồ. Ờ, tôi đi bôi đâu nhỉ? Không thấy tôi đi bôi đâu nhỉ? À, thằng đẹp nó... Tôi đi bôi sẽ là nhà ta chờ vàng. Đẹp nằm lớp nó tiếc với anh em, hiểu rồi. Anh em trả là gì? Thì có bạn từ đấy rồi em nhắn tin thằng nghi bát phách ấy ạ. Địch còn mẹ nào chứ. Nhắn tới một lâu rép, địch còn... Chẳng rép gọi, địch bạc như thật. Địch còn mẹ. Bảo ơi, chờ lồn đây. Từ từ, thế hôm nọ em kết bạn với thằng xịn như thằng fake ra. Ông ở trên Discord cơ. Cái Discord. Bảo sao nhiều người vào ấy, anh cho thằng ấy ban đúng không? Thằng xịn không lấy đâu, nhưng mà thằng fake nó cứ vô thôi. Đây trận này em đang hát này, anh em nhớ này. Nếu toàn thấy kêu cứu điệp mà mình tìm toàn cụ game thu chuyên nghiệp điệp mà mình toàn bị đây bị nóc. À, em ngu nè. Em bị nóc là điều cơ bản. Anh em phải sống với cá em. 2024 rồi. Lôn cái con Windows điệp mà mình tay nghe trái thành tay nghe phải. Tay nghe phải nghe trái nữa thì điệp mình đánh cái lôn gì. Đấy, crack game nè. Trời ơi. Điệp mà bạn em nhí. Bắn được không? Đồng đội của thằng này nó có nhiều vấn đề lắm. Trước em bảo rồi mà, trước nó sang nhà em hỏng máy luôn. Thầy hiểu. Vã cả lòn. Em bình thường có sao đâu. Anh Tài không vào à? Đang kết nối, đang kết nối. Nhanh lên 36 giây mày, nhanh lên á. Tính ra mày phải để lên máy bay mày hãy thoát ra Tài ạ. Là sao? Chứ mày thoát ra sớm là nó bị kiểu mày ấn vào game á. Không phải class game mà có phải là tao thoát đâu. Ý là ấn play thằng lồn ơi. À thế á? Thôi xong rồi. Phải lên máy bay hay rồi, 20 giây. 20 giây nhanh lên, ấn được không? Tao ấn con đi view rồi nhưng mà đéo vẫn ở màn hình. Thôi xong. Vậy là mất rồi, mất tên rồi. Mất xong tên rồi. Này khó vào được rồi. Mất tên khó rồi. Rồi. Team 4 ạ, à, vãi lều. Quên lâu rồi tao không ấy, tao quên mất. Rồi. Chưa bắn mà đã luôn. Bằng chúng nó luôn rồi. Con nó khắc lồn như nhỉ, khắc lồn thì 4 đâu. Thôi anh em tha vào tôi. Nó mất 1%, 1% thôi. Anh em tha mà tôi đi, bọn tôi thiếu người. Remote đây, mày cầu xin đi. Anh em cho tôi nhảy remote. Anh em, bọn tôi nhảy remote với. Please, please. Đừng ngay nhảy remote. Remote đi, remote cũng được đấy. Hãy nghe lời hỉnh cầu này. Họ nó không nhảy đâu, tin em. Nếu nào chẳng không nhảy. Nhảy đâu, cho tôi remote thôi. Đấy bọn tôi đi đây. Nhảy rồi. Anh em cho tôi nhảy rồi. Thằng nào nhảy đây, thằng nào nhảy chặt chân. Hay quá. Ôi, mày không đưa chip cho người ta trước nhở? Mẹ mình. Làm quân cặp tử xong mình được hồi sinh lại liền. Tí nhớ lấy chip tao nha. Em đưa chip của em trước này. Em đưa thử rồi. Tí nhớ lấy chip tao đây. Em ơi. Cút đi, cho em có người rồi cút đi. The fuck bro. X8 này lấy họ, giờ X6 chứ. Cho em, ăn khẩu M4 không? Chế độ nó mù này đồ ổn phết, không phải nhân đồ đâu.
rồi. Ừ. Đéo có ba lô mà. Có 4 á, có 1 4 này. Cần lấy đồ ơi, đéo có cốp đâu. Có, tao có này, tao có này. Tao đéo có cái cốp nào vậy? Có cái 4 này. X6, X8 đây, mẹ em một rổ này, X8 này. Thường X8, X6 ai lấy không? Lấy luôn, lấy luôn. Lấy luôn. Cho mấy X8 đi, em mắt mù. Em có Dragon Knob. Khẩu Dragon Knob bắn được đúng không anh nhỉ? Được. Được mà. Đâu, 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 đâu. Thì mát đang ở đâu anh em, báo vị trí. Em xin X8, xin X8. Em mù. Báo vị trí đi. Che 18, che 18 ở đây, che 18 ở đây. Tao vô có C4 rồi, tao tông vô đây. Rồi, Hima chết luôn rồi. Yeah! Hey! Sai rồi. Áp được rồi. Acacia. Hima và chúng tôi. Mở nó vô rồi. Làm lên cho mầm. Xoài nó clear rồi, nó mới hồi sinh được. Ờ nha. Nó hồi sinh được chẳng phải. Đừng vội mừng, chưa tài đâu. Tài đâu. Thì mà nó hồi sinh được ấy, anh em ơi. Đúng rồi, anh em cẩn thận nha. Giết thằng còn lại luôn đi, Tôi cần anh em ra hết một cái trụ hồi sinh. Bây giờ anh em đến chỗ bọn nó luôn đẹp này. Đúng, đi anh em qua đây. Hai, cho Luigi chết rồi. Hai. Ok, nó dẫn liên một đường, dẫn cứu đường thằng Luigi. Lúc anh em mình top 1 rồi. Thưa nha, thằng kia đi trốn là vẫn ấy nha. Vẫn cứu được. Ê, máy bay kìa. Máy bay nhờ, phải có bình xăng cơ. Ờ, máy bay cơ. Anh em máy bay không? Phải có bình xăng thôi sao ấy. Bình xăng nó mới đủ được. Ê. Làm theo con bắc nghĩ đây. Hay đi chung. Thôi đi chung đi, sợ bị. Đúng á, đi chung cái lồn nè. Chết đó. Tao lái xe ấy lắm, tin lắm. Chết. Không cầm. Không chết. Tắt màn hình rồi. Nó tắt màn rồi à? Nó sinh tồn rồi. Nó tắt màn rồi. Tắt màn sinh tồn rồi. Vị trí cuối cùng ở Nhím ơi, tao bắn mày chết để mày soi nó nha Nhím nhá. Tao một tí anh cứu mày. Không được, không được, em chưa chỉnh cái ấy, cái bay lên trời. The fuck? Thì chết là chỉ ở trong team mình thôi. Bây giờ là đi qua luôn, không có người, đi qua luôn đi. Lìa. Đó, cứ ngồi im, tôi là xe lụa lắm. Mù hèn cái bẩn. Ơ, để full screen đỡ lag hơn là full screen window à? Guys. Nhân. Chúng ta chẳng thấy. Cháu đang ngồi lút nè, cháu đang ngồi lút nè. Ê, lấy, úi, có thằng nào mà lật xe kìa. Clear, không thấy anh em tôi chuẩn bị qua cầu anh em ơi, đừng chặn nha, chặn Himat á, nó vòng vòng ở khu vực Starber thôi, nó vòng vòng khu vực Starber thôi, tại vì chỗ này cũng mới có chỗ cứu thôi. Đúng rồi, mấy cái chỗ nào mà đang nháy đèn là đang cứu nè, nó đang cứu nè anh em ơi, qua chấm 3 tôi, à chấm này nữa, gần bờ biển, qua check đi. Bỏ sắp hồi sinh rồi. Hết mo là hồi sinh. Đồng lòng. Ui địt con mẹ. Ô đồng đấy, đồng đấy. Bắt đầu. Qua được. Ê, mày uống chết rồi. Chạy đi. Đi mày. Đây đếm lái rồi. Nhanh, phải đi, đếm lái đâu không được. Anh lên, chết rồi. Cắt tôi 4 đi. Tao đầy máu tao lái cho. Hay đó, chết phải đội trưởng ạ. Hài vãi lâu. Bắt được kia nhặt dùng tôi cái chip mang về với mấy thằng này với cho tôi được chơi. Nhặt được quá, mấy bọn kia ít người nhặt được mà.
Quay lại nhà chip đi. Anh em ơi đừng bắn, quay lại nhà chip cái, đừng bắn nhá. Đừng. Hứa nhặt đi, không bắn. Kìa, nó chết xác kìa. Đã bảo đừng bắn mà. Nó chết luôn kìa. Trời, ghét rồi. Không, nó không lút đâu, Rồi máu rồi, rồi máu rồi. Đau lắm rồi. Là sao luôn, là sao luôn nha. Tận anh bên đây. Ui kia địch, con mẹ rat zone. Đừng bắn anh em ơi. Hóa bình. Cái đầu bắn nha. Cái đầu bắn à? Đấy, ôi dồi ôi. Cái đầu bắn phụ đây. Ủa nó ném này cho luôn kìa. Cái lồng má. Tai nạn rồi. Đừng. C4 nè, chạy đi. Dạ. Bắt sao C4 lại đây. Chạy đi. Bắt sao C4 rồi. Phát đồ nó ném blue zone luôn này. Dis. Nó căng ấy. Ok. Hey, Metro. Metro. Thế anh ấy qua cầu thì anh ấy khều cho nó bắn mình không? Vậy anh vứt C4 chết đồng đội ạ. What the fuck? Quay lại làm cái gì? Trời ơi, quay lại thả xe chậm chậm là được mà. Mình Z tới đi. Chưa gì hết, thằng nào đã tap tap rồi. What the fuck? Anh như ai? Tao có tap một tên lên xe mà. Anh bắn. Đây. What the fuck? What the fuck? Xe này quất nó luôn đi. Anh em ơi, lấy chip bọn tôi, anh em hồi sinh cho bọn tôi cái. Được lồn đâu. Trời ơi, mẹ qua cầu bình yên đi. Thằng nào bắn được. Trời ơi. Hai game tiếp. Hứa được chơi game thì. À, loot cho đã rồi. Mà em tôi gây 1000 đam rồi đó, Trồn thật. Cộng nó đi, cộng nó đi. Nó đang ở Bolivia anh em ơi. Nó chuẩn bị đi nè, chặn. Anh chỉ cho. Chặn cái đầu Bolivia cho anh. Nó đi bộ. Qua bệnh viện. Hình như team tôi có mỗi tôi bắn hay sao á. Mấy anh em khác hơi phế. Không có tác dụng gì. Thề. Nó vòng về kìa anh em ơi. Chặn đường chính. Dưới bò. Đúng rồi, cầm tử vào. Đúng rồi. Cầm xe bốn. Nó mất nửa máu nghe, Ai. Dừng đi fan. Mà nó trôn lên sao ấy, thề sao nó có thể xử lý như thế được nhở? Nó khéo. Em nghĩ là khéo đấy. Khéo. Tinh tế đấy. Nó nổ bóng xe rồi, giữ đường chết, Biết chơi. Chạy kìa. Dí theo, cầm xe dí theo anh em ơi. Thank you.
Nó lấy xe kìa, nó lấy xe kìa, bụi rơm, bụi rơm, bụi rơm. Thằng cuối bụi rơm. Nó tới. Nó sấy kìa, nó sấy trượt hết rồi. Ồ, nay vào, nay nổ bụi rơm đi. Ồ. Đấy rồi, ông nào đã giết Himat? Gửi thông tin cho em Nhiếm nhận 5 lớp, không nói nhiều. Bắn xong chưa? Bắn xong chưa? Ai đây? Alo. À. Đây đây anh ơi. Ai đây? Tôi không chơi với anh nha. Đi hỏi ai đấy ông béo. Anh Khôi à? Thích đi bộ không? À không anh ơi. Anh Khôi đây à? Anh của em. Chứ gì anh ơi? Anh của em. Nhưng mà thôi, chiều bảo Nhiếm theo mày đi. Nó quay ngược về làm chip cả em ơi. Nhiếm về làm anh ơi. Xong ngày hôm qua tao sợ mày vãi cứt mèo quá. Sợ, anh làm gì đâu mà sợ. Ơ. Ui, không hiểu, không hiểu. Không hiểu được, không hiểu được. Ơ. Ôi, nó vẫn hiểu được à. Lên, được, lên. Ơ. Mãi là có người đòi mình năm sao rồi. Anh Lê Khôi là chúng ta có người ghi sức mạnh bên kia lại. Đúng. Nó giảm sức mạnh của nó đi còn đéo gì nữa đúng không? Bây giờ anh trao phần thưởng cho Himat, ai giết được Himat vẫn thưởng 5 lớp. Đấy. Ai thằng team Himat. Đúng. Mà bảo vệ được anh Khôi sống tới cuối thưởng 1 triệu, không nói nhiều. Ui. Mở ra. Nghe thằng này đi. Mở đi. Ơ sao thằng Tài kia đúng không? Thêm thằng Tài kìa. Hay quá. Mấy thằng em không đánh. Chính chế độ eSports cho anh được. Đấy, tất cả mọi người vào luộc anh Khôi. Anh Khôi để ý khi nào mà kiểu mọi người không để ý cầm quả sẽ bố ném ấy. Anh Khôi để ý khi nào mọi người không để ý. Thế là để ý hay không để ý? Là anh để ý lúc mọi người không để ý ấy. Cứ giết người cho tôi, cứ giết người cho tôi. Nào nào anh em xoay hát nào, xoay hát đúng trận này là một trận thôi là được. Một trận tạo dấu ấn thôi, xin đây. Nhìn tao bắn nè, Cerberus Lê Khôi đây này. Hát với Ben là không thể. Không, hồi nãy anh quăng nhầm ấy. Ben trôn lắm. Ai này vẫn nghiêm túc với anh đội Missy thôi. Bạn này lắp bản phím vào chơi này. Ê, thế mày có thưởng cho đồng đội giết Himat được gì không? 5 lớp. Anh bảo rồi, bất kỳ ai giết được Himat thưởng 5 lớp mà. Không, cần tính đồng đội bình thường. Nhớ mồm nha, nhớ mồm nha. Nhưng mà giết team nó chết hẳn luôn đó nhá. Mày giết tính team mà. Bạn chơi đéo, chơi thế, tưởng giết mỗi Himat thôi chứ. Đừng giết theo tôi, đừng giết theo tôi vô tội, đừng giết theo tôi. Anh em ơi. À, đội trưởng Thái Linh côn anh em mình lock in trận này, em lock in rồi. Đừng giết theo tôi nữa anh em ơi. Em bắn trận tử tế nào. Lock in này. Ok ok. Đội trưởng mèo này. Đâu hẳn hoi này đội trưởng ơi. Điệp bạn thề. Hai đội trưởng ở đây mà không quá là top 50 là thế nào nhỉ? Bậy à, tôi đang lái xe có anh nào đó ngồi bắn là cho nó focus mình luôn, cho tôi xòe. Em nặng quá đẹp à. MVP Việt Nam, một anh thì đi Đức. Trời, em xem vào cái top sâu sâu tí coi. Tao đủ tán thành công rồi, nó không nghi ngờ rồi. Ok anh ơi. Rồi. Nhảy đâu là anh cần, bọn em cần hết tất cả các thông tin. Tí thằng Himat thế nào nhá. Là nó chỉ chuột lên trời, xong nó tắt hút đi, xong nó follow. Đấy, anh nhấn binh cho em cái vị trí, tọa độ, địa điểm. Em gọi tất cả anh em. Sao đâu đấy? Đến. Đấy. Anh em nghe lệnh tôi. Đá chim Himat không được. Đá chim anh Khôi cho tôi. Kéo cái đá tao đọc luôn được vị trí cần gì phải đá đúng không? Hợp lý. Game play là cái đéo gì? À, chỉ chuẩn lên trời là không biết, là chỉ chuẩn lên trời là không biết bay đâu này. Nhớ nha, thằng Himat bảo vệ được anh Khôi là thưởng team Himat mấy tay mày nhảy đâu á.
Hai khôi chỉ chụp lên xin 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 đi xin đi xuất tinh ra đi xin đâu xin đâu xin ra em ơi xin somebody tất cả anh em chú ý tất cả anh em chú ý somebody ok somebody bay bên này bay bên kia trời ơi hai đội trưởng rồi quái cả lồng hợp biệt coi như con cặc hai người côn lia cái lồng đã có một thằng à là một team thôi vài cả lều là chơi được không được một tí anh em bôi trên kia anh em nào bôi trên kia lút xong đi đừng bắn nhau chỉ tổn thất thiệt hại thôi đúng rồi anh em ơi tu thật xa vào ba thằng ơi tu thật xa vào năm thằng thì ba đó rồi sao á năm thằng rồi lấy xe rồi năm thằng không phải team Himat rồi team Himat có 4 thằng thôi lấy xe đi nó mút mẹ xe lấy xe chạy thật xa vào anh em ơi thôi bắn luôn nữa là... Lấy xe chạy đi. Nó phòng nào vậy anh em? Nó tập giáp cả bên đường. Ủa đâu? Đâu? Đây em nói đây. Tôi đây. Ở đây yên cứ ăn cái con. Không tôi biết. Một thằng con thôi, tao xin tụi mày. Mà có bắn không? Tôi biết này. Bắn đi, đừng sợ. Ghi đi. Em có một khẩu M4, một khẩu bazooka là được rồi. Nào lút nhà này đây. Bên nó đấy. Ui địt con mẹ cái lồng gì đây. Đâu em lút nhà đấy mà. À đây à mà. Em lút nó đâu rồi. Tôi đây. Ôi kìa. Cái địt. Nhà ba tầng bên này. Nó xuống này. Tôi đến đây chết rồi. Qua cho để mà nó. Sau bờ rào tay. Game đi. Sao có đây. Chết. Đừng ra tao sẽ mất cái mày. Ở đâu? Đấy tao bảo vệ. Ôi giời ơi. Anh em ơi. Đi con mẹ hò. Đây đang bò. Ồ. Ít mai bắn hai mặt luôn mà. Ghê đấy. Cái lồng gì đấy tụi mày ơi. Bắn kinh. Trong nhà em. Tầng 2. Có thông tin. Nhà đôi mon. À, trên đầu rồi. Một thằng ơi, đẩy nhanh. Trên đầu mèo ua. Từ ra bò đây cứu được này. Nó vẫn tầng 2, nó cho cứu này. Cứu trước anh em ơi, cho ăn. Em để nó hết rồi. Nice. Kêu. Từ, mày tính bạn nó, còn bạn nó nữa. Đấy, tôi đã bảo rồi, thêm nữa có mỗi tôi bán mà. Thế sao rồi, chấm 1 tao. Ok, con nào. Ui, bắn vãi luôn. Giữa đường. Giữa đường đâu? Ở giữa đường, ở chỗ đường nào? Chỗ này, đấy, tầm 2.4. Đấy, bên phải 2 tí. Ngoài cửa sổ. Thấy yếu rồi. Nó bắn gây đấy. Đi yếu rồi. Chỗ vào đây. Sau cái nhà một tầng ấy. Bên ngoài à? Cái lủng má. Bên ngoài. Em vẫn đeo có mũ đi. Đây à. Toàn mặt vậy. Ừ, nó bắn mặt cứ một viên mặt này. Đúng rồi. Ê, có hàng quá. Có phớt rồi. Ê, em đi kìa. Một phớt thôi. Sau lưng không có, anh có một. Có bắn đi thôi. Hết rồi. Em xài hết rồi. Lấy được không? Em mới nghe tiếng cỏ mà. Em đi loot rồi. Em chết mẹ ra đây. Nó đâu rồi? Đây rồi. Khôi chết mẹ y mát. Trời ơi. Ai? Đi bắn con lia rồi. What the fuck? Đây, tao ăn nước, đây, tao ăn nước. Nè, anh Khôi chơi kìa. Tao ăn nha. Anh Khôi là đồ phản bội. Anh Khôi phản bội đấy nhờ, không sao. Để mọi người. Nhưng mà lực đã đưa này ra rồi. Không sao. Người nhà ăn. Ủa, tao sao cơ? Người nhà ăn. Ê, ngoài nha. Nhà này, có. Mày ơi.
chém xanh, chém xanh. Alo. Nhanh. Nhà xanh kìa, nhà xanh kìa. Nhà xanh như nước biển á? Ờ. Úi da. Hello, đi đây. Vãi lồn nó bắn vô đầu tôi. Cứu đây. Làm đi đây. Smoke đi. No. Nó hoang hay không vậy? Em đang có cho nó ở đâu? Đi mẹ nó John. Đi môn. Mẹ A đang xử lý nào. Một cái lụt gì đấy? Nó đâu vậy? Kê đi đẹp. Dưới nhà tao này. Ném đều như có sau lưng mình thôi. Đang giữa đường. Đang không? Đâu ngoài? Này gì? Còn đâu? Còn đâu? Em qua nữa. Còn. Em qua này. Còn một. Gần với mày. Nó không phải, qua. Lìa chưa? Chưa. Cứu được này. Ồ, ôi đi bẹt sau tạp luôn. Cái lột má, tìm khác à? Tìm khác à? Cứu, chạm tôi. Đấy, có team khác đi. Ôi. Trời ơi, tưởng team nó tổ hết rồi à, mới đẩy vào đấy. Lỏng mí. Đi phải đông vậy. Thề toàn ra cứu xong chết kìa. Cái mẹ team khác. Không phải đéo đẩy đâu thầy. Ôi, có người sao nhở? Cái gì nữa? Có người mà. Đây đúng rồi. Thầy có người mà. Hai, đồng nhanh em ơi. Hai, bình tĩnh. Khu lớn có nha. Tịt mà phê Nguyễn. Ê, bây giờ em chết xong hồi sinh lại thì có mất số lần nóc không nhở? Có khu lớn em mèo ơi. Lấy chip. Đây rồi. Lấy chip tôi hồi sinh ở chấm 1 ngay gần. Chip của tôi. Đụ mẹ đéo có cốp nào. Đéo chết kìa. Nhà xanh hai răng. Nhà xanh hai răng. Đây, để nó nhà xanh đi. Sao ngoài trong? Để nhà xanh đi. Trong. Ngoài nhà bên trong. Hết rồi. Nó bị nóc bom rồi. Em lấy chúng ấy. Đấy. Ở phòng bên trong. Mẹ ú ơi, phòng bên trong này sổ ra được ấy. Ai. Đang lút. Chip. Chip đi. Có. Chip. Khu lớn à? Có. Chip. Ê, đủ ngon này. Ôi em out luôn. Cứu nó đây. Đây. Tụi đi vào luôn đi chứ. Cứu nó đây, nó khóc quá kìa. Đang nhặt mà. Sao đâu? Ôi con ơi. Đâu? Vào trước mặt em. Trong nhà. Bách đi. Bách gần. Cứu trước đông người lợi thế hơn. Mẹ thằng lẻ đấy, nó ra to. Cứu nó đây, điện con mẹ. Nhiều tiếng khóc quá, đéo sắp đẩy luôn á. Trời ơi. Đâu, sao đâu? Đọc xác ở đâu đi? Sao đâu? Xác ở ngay cái ngoài nhỏ ở đây này. Đâu? Đồ nào? Đâu? Ờ, sau nhà anh Ben đấy đúng không? Sau nhà anh Ben. Đi. Rồi. Tao bỏ đi rồi. Tao chịu rồi. Rồi sao? Con này một tin mới mà. Để sẽ bắt lấy xác thằng luôn. Gì cả. Đê. Cứu nó đi. Ở đây cái xác này, xác của chú anh Ben này. Thôi kệ mẹ xác mày ú nha. Thôi để em lấy ra. Lấy được smoke ra. Bạn bòi có ốp à, cho nhà chợ đây. Thôi lấy chip rồi. Ôi, con mẹ lên mái luôn mà. Làng bé này. Dis. Em có chip rồi. Đéo biết là đâu. Đi xuống đi. Hai game xuống đi. Đéo chip được đéo rồi. Ôi, đi các bạn. Nhưng đéo khó lấy lắm. Khó lấy á. Anh em bắn đi. Nó công rồi. Ôi, chết chung đi bắn mới đi. Em lên nhà thờ em bấm cái kia hút nó nha. Anh em ơi đừng bắn nữa, đình chiến. Đình chiến nha. Mày nhà đuôi mon tài. Đấy mà nhà đuôi mon. Mày cầm hai cái chip chưa? Đi cái con mẹ. Ui giời ơi. Cùng mặt mày, trước mặt mày sao ấy, cho cái bờ rào ấy tài. Bờ rào á? Không phải. Có thằng đấy phải, cho anh. Cho anh à? Ok, hiểu. Đâu có nhảy cửa sổ bên trái mình. Ê, tài, mày làm được. Nó vừa vỡ kính ấy. Làm được. Về 2018 tao bắn được chứ bây giờ bắn như cặc ấy. Tập tin, tự tin. Không sao. 2018
ta mới bắn bắn mày bắn chưa cặp. Một nhịp nhá này. Bên đó chết đấy, bên đó chết. Hay được, bắn được. Đéo qua được đi. Nết. Mày bắn được, ấy trái mày có. Nghe đấy, đằng sau có. Gà chơi chẳng mới đâu đây. Tao nhớ tên rồi. Lùn thì hết máu rồi. Ui. Cái su bạc. Thì con mẹ đép Nguyễn ơi. Em đừng nốc mới được không? Em toàn qua cứu mọi người mà, em mới nốc, em còn không có giáp, có mũ. Anh em nốc em chạy qua mà. Alo. Nhím ơi. Tôi đang vào lại, sắp vào rồi. Vào hơi lâu. Đi, tao vào bắn với mấy thằng Hàn Quốc lúc đợi vậy. Game lag. Út từng thế giới một người này đúng không? Hello. Thôi được rồi. Rồi. Ơ mọi người chưa vào custom à? Anh em ơi, không đá chim Himat nữa. Bắt đâu đâu có bắt. À không, đây vẫn đá chim Himat nhưng mà chỉ sang thằng bô thôi. Ấy kìa anh. Giết thằng bô tôi thưởng 5 lớp, không nói nhiều. Không đúng. Nó sẽ không đúng nhỉ? Cả map này ai giết bô thưởng 5 lớp. Đấy, em đẹp đẹp mà. Ok chưa? Tài trợ. Thử đi anh thôi. Đến tài trợ kìa. Nói nhiều ơi. Được rồi. Giết Himat anh Ben thêm 5 lốp nữa. 1 triệu đồng. Đầu anh Ben bằng 5 lốp á. Ui trời ơi. Đầu tôi thì dễ. Thế thì nâng mức giá. Đầu Rambo một củ. Không nói nhiều. Được chưa? Bên kia lên giá đi. Bên kia ra chiều giữa đi. Như nào? Tôi đấy lồn đấy. Anh tao mà em gia tộc kề nghĩa. Ok. Ê, nói không phải nói chứ tí mày trả phụ anh á. Nãy giờ nợ cũng nhiều lắm mà. Anh đấy, tao có một hòn đảo. Lấy đâu anh mà anh Ben, nó đòi lấy đâu anh mà. Thích bao tiền, liên hệ Nguyễn Văn Thuận. Biết hòn đảo nào to nhất Hải Phòng không? Vua tài chính Khương Trung. Đọc số điện thoại này. À, bán nghiêm túc. 09. Thôi, bây giờ bán nghiêm túc nè. Anh em không nghiêm túc hả? Tất cả anh em nghiêm túc. Kể cả anh em kênh chat nghiêm túc nào. Mạng như trận cuối luôn. Ừ như trận cuối. Đang top 2 nhưng mà phải tranh lên top 1. 09027. Em Nguyễn ơi em đừng nóc nữa nha, xin em 270. GG QK. Bên kia được ad Facebook quá, ui giời ơi. Đúng. Ad Facebook mà. Ad Facebook. What the fuck bro. Con nít thì sao? Mấy có thể làm gì đâu. Có gì để đấy. Em ơi em ad Facebook đây, em anh thì không em ad Facebook nhắn ở đéo rep đâu. Từ anh Dép Nguyễn, từ anh Ben phải ngang sao không? Lồm dồm. Qua đây ad miễn phí lại còn được 5 lốp. Này bà bên đây, bên đây được bóp luôn. Bên đây được bóp đít Dép Nguyễn. Đây bóp vú nhím. Bái liền. Ôi. Starber này sửa trông giàu thế nhở? Mấy tòa nhà Starber, anh em ơi. Tòa nhà kiểu ở trong bay này. Giàu. Thì nữa anh em để bô về nhím Solkin là đẹp. Sang cái thằng chỉ có cái 2 like vòng bảng đi anh em. Ui cái thằng làm lồn bô này để tôi. Làm lồn. Vẫn còn clip ba rồi, ba rồi. 1v1 để bạn bắn đâu bạn lủng đầu. Thua anh à? Ừ. Thua. Tranh top 1 đó. Trời ơi. Tranh top 1 đây. Ôi thì mồm thôi, bắn như cặc đấy. Em Khoa bảo ngày xưa đội trưởng gặp anh 2 viên là chết. Gặp ai? Gặp mày á? Mèo ú, em có chơi đâu mà gặp em. Em lúc nào thì chết rồi. Để xưa rồi. Ui, chào BGS. Thì mạng sao ít súng sấy thế nhở? Ơ ngầm nghèo nào nhở? Ôi mà ông nè, chúng ta bóng mày bì à. Ơ mày lút hết cái nhà ngoài bên này kìa. Ba nó thống chết rồi. Hay đi chơi ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Tưởng thế là. Tưởng thế là. Ôi giời ơi. Đúng mà. Biết chơi game không? Lưu tiêu diêu.
Hóa ra được mỗi cái bác cái sao nhỉ? Bác, ông anh này hồi cúp. Nhưng mà không được, nó hồi sinh, nó hồi sinh, nó hồi sinh. Gốt PUBG Việt Nam. 6x này anh em, ai cần không? Có. Nó hồi sinh đây anh em ơi. Nhà máy mất chỗ rồi. Mẹ, nó đeo súng. Hủy con chip, okay. Hủy con chip ở đây, hủy con chip ở đây. Ai đi. Đéo được. Tùng smoke này, em cầm. Thôi đi đi, mấy ông nội ơi. Anh cầm rồi, cho cho mày à. Xe không? Ôi, đạn, mói. Đi, ra chỗ mèo u đi. Đây. Mói. Bịt có mẹ, cứ bảo sao thừa đồ, hóa ra em cầm 100 viên đạn xanh mà đéo dùng. Có xe nào. Chưa, có xe chưa? Chôn đật. Chơi, anh bên tháo có băng đạn thêm cho em bắn với. Anh bắn trúng ít. Em bắn trúng ít cho em có băng đạn thêm với. Đàn ơi anh em ơi. Đi thôi. Đi vào bo đi. Băng đạn thêm. Băng đạn thêm đéo gì? Ủa lộn tài bắn nhường. Cứ thịt mẹ ít mỉm nó lộn nào nhỉ? Nhường mi. Ô mày đau bụng. Theo tôi, 100% nhà biểu diễn sạch. Từ. Chiếm luôn nhà biểu diễn, nhà biểu diễn ngon á. Đếm đoán hi mắt đang ở đâu đó. Đây. Đúng chỗ này luôn. Nốc 4 rồi. Một cũ á, một cũ bằng tôi thôi. Xong rồi. 2-2. Ôi. Hết rồi. Đi solo đi thôi. Rambo. It's a me. Rambo. Tưởng em bô dưới nào. Tưởng bảo hôi, không hôi được luôn. Là làm cánh nặng không? Nào bảo em bô gắn nào? Tôi 2019 đấy nhờ. Có xe kìa. Nhiều xe bên cạnh. Ủa cái gì đây? Ai bắn đây? Đây, hỏng giáp em mò á. Bắn nó làm đéo gì? Lùn tài mày thì mẹ mày hết việc để làm à? Đập ta mày. Hỏng giáp rồi em. Mày hết trò để chơi rồi. À? Đi con mẹ à? Thì mẹ em ngáo ít thôi. Bắn à? Đéo bắn thằng em đẹp mà. Đéo biết bắn là bắn làm đéo gì? Đẹp mà. Mẹ ra mà bắn ngon thì... ba là đẹp mà 2019 bắt đầu nhau tao. Địch thì đéo bắn cứ bắn đồng đội. Đi con mẹ à? Xe. Ok. Nó phiên đây. Cho băng. Anh ơi. Tôi. Ok, địt còn mẹ thì. Đéo cho mình nhờ. Ố con xác này. Của nó. Của nó đó. Cái địt còn mẹ của nó. Mẹ nó cũng cô đơn nó bay lên này. Mẹ sống buông thả đấy nhờ. Địt con. Ok. Quyết định nhé, trong chiến đấu là không được gọi là chân trừ. Chỉ đưa thông tin thôi. Co dứt khoát vào, để mà 50-50 cái lồn. Yên nào, chỉ chấm 1 đi cũng được. Chấm 1 đi, mà giật về đấy, giật xuống dưới đấy. Chấm 1 đi. Cái mẫu người. Mẫu người, thôi bỏ. Chiếm mày này trước đã. Ui, mà nổ xe rồi. Ôi, vòng mẹ lên đây đi. Ông đây mình vẫn đứng được này. Vòng lại được. Giật bên ạc mình đi lên đấy được. Chấm 1 đi. Lên chấm 5 bò giật bên nào đi bên đấy được. Đẹp bao nhiêu thằng con đấy. Một bác lên. Này Tài, lấy lên con xe nó Tài, sợ luôn. Đi luôn hả anh? Chấm 1 liền nha. Đi luôn hả anh Ben? Đi luôn. Mày đâu rồi đếp? Học đâu? Thím hỏi anh đi luôn hả anh? Cứ đi rồi. Đi mà. Đếp ơi, anh xin mày đây. Em đang nghe con, đéo biết nghe ông nào. Nhiều ông quá. Con đâu, người ta đưa thông tin. Thằng Thước, thằng Nhím mà. Thôi, chốt đi. Em đang ngồi nghĩ là phải làm gì. Nghe thằng Nhím thôi. Không hiểu gì. Bảo vào chấm vậy từ đầu rồi. Đi, đấy, tao scout này. Tao scout tớ phụ nè. Không bận, bố này scout chuyên nghiệp. Ở chỗ này không có người này. Nghiệp lộn đâm vào đá vậy. Cá nó tự nhô lên, chịu rồi. Ừ, top 1 trận cho anh. Em hao ai cái nào? Ui đẹp con mà ăn lâu mà đấy mà. Trời ơi, cố tình đâm vào đá kìa. Hỏng cơm rồi. Thì phải bỏ bắn đầu kia phá đi. Có xe đây, tha. Ê, anh em nào mà tới 4.5 triệu là tôi đưa đầu cho anh em bắn anh em 4.5 củ nha. Tôi giúp anh em nha. Đấy. Anh em chia nửa cho tôi. Sau anh em chỉ cần gọi là xia tí thôi. Anh em bú.
Mà đẹp luôn. Ê anh em ơi, tôi đứng ở chấm 1 ra, tôi đứng chấm 1. Đứng đâu cho mất tiền anh bố chơi anh em ơi. Cái gì cơ? Nhà chấm chấm 4 người. Lấy xe. Cái này của anh em mà đúng không? Nó bắn tôi, Chấm 4 người nha. Rồi. Cô dao bên phải bắn nữa. Sai. À, sai nhím à. Sai. Lai mèo. Một viên này. Hai. Ủa cái đi con mẹ trái hả? Táp gì dính đây? Thật có chết đồ nhá. Check. My check. Bỏ đi luôn này. Ở khu nhà check chưa? Check khu nhà chưa? Check khu nhà chưa? Bốn sạch. Đấy. Bỏ rớt ra về không? Đâu xe. Tôi không làm luôn. Tôi ưu tiên 3 kg đầu. Mà EFPS như củ lồn. Tôi tiên bao cao su. Xe. Tôi không cần. Xe đâu? Không bao luôn. Có đó. Nhân Trần HIV S. Giang Mai Sùi Màu Gà. Nghe lên mái được ta. Lối có một cửa phòng than. À nó bắn tôi. Ui, phá cái mổ này. Còn đâu ta? Nhà này này. Ê sao tôi 8 ai lấy không? Đây. Em 8 tôi 6 chứ. Yếu. À không có, tôi 6. Tôi có 8. Ai bắn tôi vậy? Tao đây. Tại sao sau lia đấy nhở? Lia mà. Lia hoài luôn mà. Ai bắn tôi vậy? Kìa đâu? Kìa. Đây, chấm lại. Đấy, có lồn thì rơi trên đầu mình vậy. Không. Tính nha. Có cả 98 ở đâu rồi. Tính kìa. Thảo mẹ cái sắc tù. Bơi qua lùm lính đi. Đây để tôi xả thân cho anh em. Em húp. Em gãy chân. Sao lại đâm xe xuống nước? Cái lồn đi đây. Cái gì nữa? Ủa? Mẹ. Sao xếp xe kiểu lồn đây? Có thằng bay xe. Đâu? Có thằng bay dù lên đồi chấm năm. Cho em cái mũ đi. Ôm. Uầy, tôi cũng ôm này. Hai khẩu luôn. Còn là đưa đạn túi. Thế, bơi ra trước được một cái ba lô ba mà. Đi, con mày hỏng rồi. Team này sao vô địch được. Xếp xe như con cặp. Đi ra bụi xếp. Đi phải bên kia cũng đẹp kìa. Bên kia bóng đẹp kìa. Bên nào? Đéo, bên này đẹp hơn. Đông vãi cả lều. Bên này còn được bắn bạn ơi. Cẩn thận ra đấy. Xe. Không biết. Đi con. Đâu quá. À, thất bại đạn rồi. Vãi cả lều. Ê, nó công đấy. Cộng vô kìa. Chặn tôi. Trời ơi, lấy cô mà.
đã cứu ba anh nhưng dừng di chuyển. Ôi trời ơi, mày à, nó cầm bom. Vãi rồi, đâu đây? Anh cầm bom kìa. Cứu được, cứu được. Anh đừng di chuyển. Đây là cứu đây. Cái lồng má. Vãi lồng bom. À, ném phá đây, Cố vào, Cover, mù. Ui giời ơi. Mù vãi luôn. Sau kìa. Cố nghe thấy cái lồn gì cả. Cái gì đây? Trời ơi. Mà anh em đều nghe tôi bảo ở bên kia mà đép một cánh nó thoáng hơn rồi. Bảo ở đây ngon hơn. Đéo mà nghe. Đéo mà anh ấy sâu highlight một tiếng là một trận thì anh khều qua cầu đội trưởng chết, xong anh ấy chết trận anh lên núi anh ấy thí trận ba bắn đồng đội vãi lều thật. Thảo con không nghe chả hiểu kiểu gì đã không được chơi game là còn bị đồng đội bắn nữa và mọi cuộc đời con mày những cái tôi gặp nhau. Mình đép bên kia phải thoáng không? Xong rồi hết bom này mình bơi sang là đẹp. Ai mà đẹp đéo báo vị trí của em gì cả đi con mà. Để bắn toàn để cứu thôi, chẳng bắn đi nào. Đúng rồi, tìm cực lên, Ngồi chị trong ơi, nhà ăn xe bò ăn 7 quả mù mơ được 3 giấc rồi. Vừa tỉnh dậy cái lại hôn mê mà còn nghe. Lắm rồi, cứ kêu cứu. Thế tôi cứ ngồi xuống là nó phơm, nó lụn, nó bùm bùm tôi đâu thế đeo đâu được. Đang xây cầu tự nhiên hai anh lăn nó chết kìa. Đấy, lại về cứu, lại chết. Để mà chứ bất kỳ đi ngang đéo thằng nào xây hết. Mà vãi cái lồn cái tìm. Ê, mình đi xe mình xây có mẹ và lốp đi sao? Không hiểu luôn á. Đi ba xe qua không ai bắn được rồi lốp luôn. Hai con bất kỳ tôi nhìn thấy có mỗi một con xây, chả qua em xây à. Em tôi có phải bắn em mà thấy 40. Tôi bắn tính lại, tôi kiếm hai like. Em thấy nó văng máu rồi. Nó nốc rồi nhá. Nốc người luôn. Tôi thấy thằng Ben giết thằng F, cú năm lốp bố. Bố chạy. Bú luôn không nói nhiều, bú luôn. À, em bú năm lốp à? Ờ mày bú mày ăn tao. Wow! Con trời. Môn này váng đầu. À, chuyển sang Aram không? Đổi bộ môn không? Đổi bộ môn đây. Bò năm lớp đi, bầu ơi. Không giết được mình đi anh ơi. Đầu quá. Thế mày giả tao đắp lốt, tao giết thằng Himat đi. Chuyển luôn, chuyển luôn. Ok, mày chuyển tao, tao bảo thằng môn chuyển mày sao? Giết đồng đội rồi, đã chết tao. Chết rồi, chết rồi. Anh Ben gung, mày em phải chung nhờ xử lý rồi. Mà trắng quá. Để vừa cứu dậy thì nó ném ra chặt cú tìm luôn. Tao được bắn cái gì? Mù vã cái lều anh ạ. À, tôi sao? Tôi không chưa được đứng lên, tôi đùng cái chết mẹ ra rồi. Tiêu cực lắm. Mà ra bây còn được chơi game. Bắp gì mà tưởng là Valorant toàn chiêu với cả mù không, trắng vã cái lều. Thì mà chính ra bắp gì còn nhiều chiêu hơn Valorant. Nhiều vã lều.